Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ không vào bếp nấu ăn mà mình sẽ đi hái mãng cầu nha. Xin mời các bạn cùng theo bước mình. Con nói là bước. Con nói bước có gì là hết đó. Đập bước không? Đập bước. Lấy cận cận miền vô, cận miền. Cho vô nhà đi con. Tôi hái trái trà bá nè. Thôi dài dài vô cái khúc Phật. Cái gà mới bỏ. Hái mấy cái dài vô cái khúc Phật ai biểu tôi quay. Đây là tàn hết. Vinh cầm cho anh hai cái máy gì dốt anh hai ngồi hay tao lột tại chỗ dứt tại chỗ. Nè. Chín rồi. Kêu ra. Mà ai ai biểu kêu ra. Mập nhìn giống bà bảy khủng kiếm ấy. Ừ nè. Về để lên. Nè, chính là nè, ăn lụm chứ trái. Ơi. Đi kiếm. Đi kiếm mà hái. À. Không thoát à. Ở đây có trái xài cắt và lọc chín cả đi không? Đâu? 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 Nghe nói cái đau liền. Này nó già rồi nhưng mà mình đợi nó chín cây mình hái. Còn miền nha, có người coi vậy, có người chuẩn bị trong miền. Mà cái mãng cầu này mãng cầu gì Út, mà sao nó chết đi thì lùi gì Út? Cái nào? Cái nào? Cái này như màu đỏ gì Út, miếng nó giống màu đỏ. Trên nó chín hay sao Út ơi? Ở trên đây đừng bóp thử trên nó chín. Này cái này chín nè Vinh. Đây coi. Cái đây chín rồi đó. Hai trái nhỏ cái bên đó. Trên này đúng không? Không? Hơi cứng cứng Út ơi. Cứng, cái cứng, vậy chưa đó. Chưa Út, mấy trái này chưa. Tay thu hoạch được bao nhiêu đây nè. Cái này chín rồi Út. Cái này mềm mềm rồi nè. Đúng không? Lật luôn. Trái này chín hay nào ngoại? Thôi, để nó đi. Chết rồi. Để thêm về cũng được. Thôi, chết rồi, chín rồi. Không, em để nó đi. Không, em để rồi, ăn đi. Ăn chưa ăn, để nó đi. Để nó đi. Con đụng nó có giặt móng tay rồi. Không, không có giặt đâu. Để đây vậy. Thôi, giờ không lấy đi, để rồi chị đem về. Để bảo quá, chị qua đây. Xin lỗi nha. Thôi, để lát cho chồng ta. Để về để lát cây, chứ về để kéo. Tao sủa vậy? Sao vậy? Tao bị sủa rồi. Sao nay dữ vậy con? Không, khỏi nó ghét á. Nó ra hai.